Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Tư vấn Du học Mark. Ngày hôm nay Mark rất vui được gặp gỡ và trò chuyện cùng với một bạn sinh viên rất xuất sắc, đó chính là Minh Trang. Minh Trang vừa nhận được visa từ Tổng lãnh sự quán thành phố Hồ Chí Minh và sắp tới đây Minh Trang sẽ trở thành tân sinh viên của một trong những ngôi trường danh giá hàng đầu tại Hàn Quốc, đó chính là Đại học Trung An. Cảm xúc của em lúc này như thế nào khi mà em vừa nhận được visa từ Tổng lãnh sự quán thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, em rất vui khi vừa nhận được visa. Theo như chị được biết thì Trung An là một trong 7 ngôi trường danh giá hàng đầu tại Hàn Quốc và có tốc độ ra cốt visa thẳng nhanh nhất tại Hàn Quốc. Thì em có thể chia sẻ thêm cho chị cũng như các bạn được biết là tại sao em lại chọn ngôi trường này không? Dạ, em chọn trường Trung An tại vì em có tìm hiểu trường ở Internet cũng như là qua trung tâm là tư vấn cho em không chọn trường này. Trường thì có đào tạo chuyên ngành quản trị kinh doanh và truyền thông, thì sau này nếu mà em học tiếng xong thì em có cơ hội là học thêm chuyên ngành trong trường. Trong quá trình em làm hồ sơ nộp visa đến lúc em nhận được visa thì có tốc độ ra visa như thế nào, có nhanh không? Và em có gặp phải khó khăn gì trong quá trình đó hay không? Dạ thì trung tâm cũng chuẩn bị đủ giấy tờ cho em hết rồi, nên là thời gian từ lúc em nộp hồ sơ đến nhận visa là chỉ có 5 ngày thôi ạ. Là trường đại học hàng đầu Hàn Quốc và tọa lạc ngay trong lòng Seoul thì điều kiện tuyển sinh của trường rất khó. Vậy thì em có bí quyết gì để làm đẹp hồ sơ của mình khi nộp vào Trung An không? Dạ, nhờ sự tư vấn của trung tâm thì em đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ về học tập cũng như là chứng minh tài chính theo trường yêu cầu. Bên cạnh đó thì trước khi phỏng vấn với trường, em đã chuẩn bị đầy đủ các câu hỏi, nhờ sự trợ giúp của giảng viên bên MAP. Điểm học tập các năm cấp 3 của em thì ổn định và ở em đạt doanh học sinh giỏi 3 năm cấp 3 và điểm tốt nghiệp đại học em cũng ở mức khá, em có thể làm đẹp hồ sơ của mình để vào Trung An. Em có thể mô tả lại buổi phỏng vấn gặp gỡ với các giáo sư của trường đại học Trung An không? Có câu hỏi nào làm khó em không? Dạ, em phỏng vấn tất cả thầy cô của trường Trung An tại ngân hàng Uri ở quận Nhất. Và khi đến phỏng vấn thì có một thầy và một cô của trường Trung An và một phiên dịch viên đi kèm. Các câu hỏi phỏng vấn thì chủ yếu là hỏi về bản thân và gia đình của em, thu nhập tài chính là chủ yếu. Bên cạnh đó có các câu hỏi về lĩnh vực học tập và kế hoạch học tập tương lai của em bên trường Đại học Trung An. Các câu hỏi gây khó cho em là chủ yếu những câu hỏi về liên quan đến vấn đề tài chính và các vấn đề khác liên quan đến công việc của bố mẹ thôi. Trong buổi phỏng vấn của Trang với các thầy cô của trường Trung An thì em sử dụng tiếng Hàn hay tiếng Việt? Dạ, các thầy cô thì đặt câu hỏi cho em bằng tiếng Hàn. Những câu mà em có thể chuẩn bị trước hoặc là em có khả năng trả lời thì em trả lời bằng tiếng Hàn. Còn những câu hỏi khó quá thì em sẽ nhờ bên phiên dịch viên hỗ trợ em. Trong buổi phỏng vấn thì câu nào là em tự tin nhất và được đánh giá cao nhất từ các giáo sư tại trường Trung An? Dạ, theo em nghĩ thì em trả lời thành thật và trung thực theo cái hồ sơ em đã chuẩn bị để nộp cho trường. Em nghĩ đó là cái điều mà trường đánh giá cao về hồ sơ của em. Em trả lời trôi chảy nhất là giới thiệu về bản thân của em rồi cũng như gia đình của em và kế hoạch học tập tương lai của em sau này. Em có thể chia sẻ thêm về kế hoạch học tập của em sau khi nhập học tại Trung An được không? Dạ, sau khi nhập học vào Trung An thì trong một năm đầu tiên em sẽ học tiếng tại trường. Nếu mà có cơ hội em sẽ học thêm để thi topic. Và nếu có cơ hội có học bổng thì em sẽ học thêm chuyên ngành ở Trung An. Minh Trang có điều gì muốn nhắn gửi đến các bạn sinh viên tương lai, đặc biệt là các bạn sinh viên yêu thích trường Đại học Trung An không? Dạ, em muốn có đôi lời nhắn gửi tới các bạn chuẩn bị đi du học Hàn Quốc là trước khi đi du học thì các bạn nên tìm hiểu tốt về cái trường mình chuẩn bị đi du học. Và nên chuẩn bị học tiếng thật là tốt để mình có nền tảng vững chắc trước khi đi du học bên Hàn Quốc. Và bên cạnh đó là các bạn nên cố gắng học tập để đạt được thành tích năm học cấp 3 cũng như đại học của mình thật tốt để làm đẹp hồ sơ chuẩn bị nộp trường. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Minh Trang. Chúc em thành công trên con đường học tập tương lai của mình khi sang Hàn Quốc nhé. Hẹn gặp lại các bạn tại MAP và Trung An.
mời các bạn đến với Mát.